Có cái bà đó bà có bầu, mà đi siêu âm là gái, mà chồng bà thì muốn con trai. Thì bà gặp Nhà Đức, bà nói chuyện. Nhà Đức nói con trai gái gì cũng con mình, nhưng mà con người ta chồng thì nó cũng muốn cái ý nghĩ của người ta. Thôi bây giờ thì mình cứ cố gắng cầu Phật Bồ Tát gia hộ, thành tâm thành ý tu hành để mà nghĩ đến như vậy thôi. Trước nhất là nhân sinh đi, nghe không? Có những cái mà khoa học người ta đã kiểm định không có ra nổi. Có những cái điều mà vi diệu trong Phật Pháp không có khoa học kiểm định được. Có. Giống cái đứa bé mà Như Đức thường kể, hai đứa mà sinh đôi mà bác sĩ nói là bị bại não, dị tật, kêu bỏ đi. Mà bà mẹ bà nghe Như Đức giảng, bà nói bà hiểu, nó chưa chết thì không bỏ. Thì bà cố gắng bà niệm Phật, bà nghe Pháp, tu thiện tu phước, làm nhiều việc tốt, mang tâm thiện hoàn toàn, thành tâm thành ý, rủ thêm nhiều bạn bè tu tập để mà cầu nguyện cho hai bé trong bụng, thành tâm thành ý. Khi sanh ra thì bé trai bé gái không có dị tật gì hết, đẹp lắm, rất đẹp, đẹp hơn những đứa bé bình thường, khôn hơn những đứa bé bình thường luôn, không dị tật chút nào. Thì quý vị bé thấy người ta siêu âm rõ ràng luôn, vậy mà cuối cùng sanh ra vậy nè. Tại vì trong bụng thì nó chưa ra mắt công chúng. Đã là chưa ra mắt công chúng thì nó có sự chuyển biến tự nhiên. Hiểu không quý vị? Còn khi mà nó ra khỏi cái bụng á, thì nó sanh duyên, sanh phước từ hình tướng đó. Nhớ nghe. Chứ bây giờ á, đã sanh ra rồi nó cục cái chân mà niệm Phật mà nó mọc cái chân thì cái chuyện này nó kinh khủng quá, không có làm được cái chuyện kỳ cục gì được, phá hoại hoàn cảnh tự nhiên. Nhưng mà cái cục chân của nó, nhưng mà nó sanh lại duyên khác, duyên phước của nó thì nó cục chân mà nó lại có cái tài khác thì sao? Nó, thì nó lé nhưng mà nó có tài của lé. Nó cục tay nhưng có cái tài cục tay, cục chân. Nghĩa là nó có thể tu phúc báo thì nó sanh ra những cái giác quan khác của nó. Nhưng tàn tật là phải tàn tật. Nhưng cái tâm của nó thì nó không khổ với cái chuyện tàn tật. Cái này này mới là cái hay của Phật Pháp. Còn trong bụng thì còn có thể chuyển hóa. Trong bụng thì chuyển hóa. Tại vì sao? Vì chưa có ra mặt công chúng. Thì dù có siêu âm đi chăng nữa, cái đó cũng là một cá thể nhìn. Thì cái sự chuyển biến của phước duyên bình thường chuyển biến được. Thì siêu âm là con gái, mà cuối cùng bà tu tập bà sanh ra thẳng trai rõ ràng. Thấy không? Nó, thì cái phước duyên nó chuyển biến thôi. Có gì đâu khó. À, nên từ nơi đó mà nó có nhiều cái mà khoa học không lý giải nổi trong Phật Pháp. Những điều kỳ bí, kỳ diệu nằm trong Phật Pháp hay lắm. Nhưng mà cái đức tin nó phải cao. Quan trọng là đức tin. Mà cái đức tin đó là do từ ngay người mẹ tu vậy mà nó chuyển đứa con luôn, ghê chưa? Vậy thì đứa con trong bụng quý vị có thể nó sanh ra nó là người thiếu phước, nó sẽ khổ đau, nó sẽ nghèo nàn, nó sẽ không thông minh. Nhưng mà nếu một người mẹ mà nhìn tốt, nghe tốt, nói tốt, vui vẻ quan hệ, tu nhân tích đức trong lúc mang thai thì sanh con ra là thiện lành chắc chắn. 100% luôn, thiện lành. Được điều đó, nếu bị nghe gì mà bị không làm thì đúng là tội nghiệp quý vị quá. Con mình thương quá trời mà tại sao mình không làm điều đó? Mình làm cha làm mẹ là mình thương con mình nhất. Mà mình chỉ là biết thương cái hình ảnh bên ngoài, mình không biết thương cái tâm thức của con mình bằng phước duyên. Mà phước duyên á thì nó mới giúp con mình thành tựu sự nghiệp của cuộc đời. Quý vị. Nên lúc mình mang thai á, mình đừng có sát sanh hại vật, mình tẩm bổ bầu thai. Vì do cái bầu thai này mà nó giết nhiều súc sanh, là do đó mà nó tạo ra nghiệp chướng. Thấy không? Rồi bản thân của mình khi mang thai, mình đừng có mang cái tâm là ghen tuông, tức tối, bực dọc,
Vì cái tâm đó của mình nó âm hưởng đứa con, nó làm cho đứa con bị xấu xí đi đó. Có những cái điều mà quý vị quá tức đến mức mà con quý vị bị đuôi mắt, hoặc là què chân, gãy cẳng. Tại vì cái tâm con người nó có thể phá thành lý, cái tâm con người nó có thể hủy hoại quả địa cầu này luôn. Cái tâm con người là kinh nhất mà. Quý vị bây giờ quý vị ngồi trong đây, một lượng người này là một lượng tâm thiện, quý vị cảm giác cái từ trường bình an. Nhưng nếu quý vị ngồi trong cái lượng con người này, nguyên một vàng người này, mà người nào cũng cầm dao hết, người nào cũng cầm dao lên và đều mang một cái tâm giết, thì ở trong đây thử coi, nếu quý vị mà yếu té là chỗ chết liền. Từ trường thôi có thể làm quý vị mà đứt máu, găng máu, chết luôn tại chỗ. Vì một cái âm hưởng của cái tâm bất thiện kinh quá. Nói vậy thì bây giờ cá thể một người mẹ đang mang thai mà tức chồng, giận chồng, ghen chồng, bực dọc, tức tối, thì cái chất độc của người mẹ nó làm ảnh hưởng của đứa con vô bụng. Con vô bụng yếu hơn mình, nên cái sức đột phá của mình là ảnh hưởng đứa con vô bụng, què tay, cục chân, hoặc là mù mắt, hoặc là câm ngọng, điếc, sanh ra bị bại não, bại tật, là do gì? Cái tâm thức người mẹ ảnh hưởng cực kỳ lớn. Đứa con là cái nghiệp chướng sanh đến, nhưng mà nó có thể nhờ người mẹ thiện tâm để chuyển hóa được mà. Cái câu này quan trọng dữ lắm nha. Câu này TikTok nên cắt ra đó, để cho người ta nghe 10 phút đó. Đó rất là quan trọng để mà gọi là dưỡng tâm để sanh con thiện. Ai mà không muốn con mình thiện? Bây giờ một đứa con mình nó sanh ra khù khờ, ú ớ, ai mà không muốn bao giờ không? Nó nên đừng bao giờ đổ tội hoàn toàn cho con tạo nghiệp chướng nha. Một phần rất lớn là do cha mẹ là nhân địa đấy. Chứ không có giỡn nào, nhân cái nhân tạo. Bây giờ mình nghe đạo mình biết tu rồi, khi vợ chồng mình sống nhau mà có mang thai á, thì mình nói với chồng mình là em nghe thầy giảng em hiểu rồi, em đã có thai rồi, anh đừng có gần gũi với em nữa, đừng có gần gũi nữa. Vì gần gũi một lần là nó trúng độc một lần. Đứa con mình trúng độc á, nó bị gần gũi một lần là con mình trúng độc một lần. Mà người ta không hiểu là người ta làm cho đứa con bị trúng độc á. Nó chứ không phải chuyện giỡn đâu nghe. Tránh ở chỗ đó, đó là người xưa dạy rất rõ ràng luôn. Lời Ấn Tổ, trong sách của Ấn Tổ có dạy hết chứ. Thấy không? Cái điều này quý vị nên á, dạy con cháu, tại vì mình muốn con cháu mình thiện mà. Rồi tương lai con cháu mình tốt, mình đừng có làm điều đó hại con cháu mình, tội nghiệp nó. Thấy không? Thì nó trong bụng mẹ. Bây giờ đứa bé nó trong đó mà vợ chồng mà gần gũi nhau là độc nó bao quay lại cái đứa bé đó. Thịt da đứa bé bị chúng thương, chúng độc. Không có giỡn đâu. Nên đó là cái tác hại cực kỳ lớn luôn. Mà nhiều người trong xã hội này, người ta tuổi trẻ không có biết đâu quý vị. Phải nghe pháp, biết tu, nó lợi ích lớn dữ lắm. Nên cái thiện tâm của mình ảnh hưởng quả địa cầu, cái ác tâm của mình làm tổn hại quả địa cầu. Nên mới nói rằng một cái thiện tâm thôi lượng tặng hư không, một cái ác tâm thôi lượng tặng hư không. Nếu như bây giờ mà đa dạng con người này mà phát thiện tâm, thì hiện tại cái quả địa cầu chúng ta đang tưới tẩm mát mẻ. Mà nguyên một vàng con người này mà phát ác tâm, thì quả địa cầu chúng ta nó bị tổn thương. Mà quả địa cầu mà bị tổn thương, chúng ta bị ảnh hưởng vì mình sống trong quả địa cầu. Nên cái tâm ích kỷ nhỏ mọn của mình hại người là đang hại mình, vì mình đang cùng sống trong một quả trứng. Hãy nhớ kỹ nghe. Ví dụ như giờ mình ở trong bụng mẹ hai đứa, mà một đứa thì nó nằm im, một đứa thì nó đâm bụng mẹ. Mày đâm bụng mẹ thì bản thân mày cũng chịu à. Thì giống như mày phá địa cầu, quả địa cầu thì mày cũng chịu à. Tại vì mày cùng với tao ở trong cái trứng. Quả địa cầu là một cái trứng mà, trứng tròn mà. Bây giờ mình ở trong đó mình phá hoại quả địa cầu là phá hoại mình đó. Mình phát tâm ác là đang phá hoại quả địa cầu. Mình chỉ biết nhà mình, biết mình mà không biết người xung quanh. Mình có thể hốt rác nhà mình mà đổ qua nhà người ta, vứt rác vô cửa nhà người ta. Cái tâm này là cái tâm mình là tâm ích kỷ nhỏ mọn. Như đặt lại mình, nhà mình mà bị người ta liễn rác với mình có chịu không? Không bao giờ chịu. Nó. Rồi giờ của cải của mình mà bị người ta lấy mình chịu không? Vậy thì mình sẽ không bao giờ đi lấy của ai nữa.
Tại mình đâu có bao giờ đồng tình được cái việc của cải mình mà để người ta lấy. Mình làm ra cực mà người ta lấy, mình tức lắm. Như vậy thì mình nên nghĩ cái điều này để đừng lấy của người ta. Như vậy thì mỗi con người đang sống trong một cái thế giới hòa hợp, tốt đẹp, vui vẻ. Đúng không? Quý vị biết rằng một cái đoàn thể, một tổ chức, một người lãnh đạo mà có tầm nhìn sâu sắc, tâm lượng lớn thì nó mới phát triển được. Ví dụ như chùa mình, cái việc máy nghe pháp, máy niệm Phật, cái nghĩ của những đức, nếu những đức không có cái nghĩ này thì làm sao mà nó phát triển mạnh đến mức này. Ngày xưa nó chỉ một phạm vi nào để phát triển, quý vị thấy không? Nó dồn gì hết chùa mình luôn. Những đức nghĩ ra thì một số người bên cạnh như đức nói rằng uổng quá, này kia rồi, tầm bậy tầm bạ, tâm lượng họ hẹp hòi quá, không có mở rộng được, cái việc phạm vi của họ không mở rộng ra. Có những người hỏi nhân đức, máy nghe pháp, máy niệm Phật của thầy bây giờ phát triển quá mạnh, thầy có đặt nhiều cỡ nào thì cũng không có đủ để cung cấp. Nhân đức nói rằng Phật tử mà về chùa tu hành, nhân đức rất là mong muốn sao cho quý vị có thêm cái nguồn kinh tế cho quý vị, vì chúng ta tu hành nó phải có kinh tế nó mới tu được. Nếu như mình tu mà mình không có kinh tế gì chứ sao mình tu đấy. Nên những đức trước nhất là dạy bị vui vẻ an lạc nội tâm thì bị làm ăn nó mới phát đạt, đúng không? Này là cái gốc chính. Hai là những đức cũng tạo một cái số nhân duyên nào đó phù hợp để cho người ta cảm thấy rằng đi tu mà người ta cũng phải có điều kiện tiện bề ta đi tu, chứ khó quá làm sao đi tu đây quý vị. Nên chùa mình những đức biết cách, nên quý vị thấy không, những đức ở có một nơi mà những đức cùng quý vị câu thông với nhau để quý vị ở bên ngoài lo cái chuyện rủ người ta đi tu, rồi những đức chỉ quý vị thế xe dẫn người ta đi tu, quý vị thấy chưa? Cái này là ít điểm chùa nào mà phát triển mạnh đến mức này, công nhận không? Đó gọi là vừa tu hành mà vừa có cái đầu kinh tế nhìn nhận. Bây giờ 2.000 người thì không có kinh tế sao sống đây? Bởi vì về đây ào ào, những đức không có kinh tế sao những đức lo? Mà những đức không có kinh tế sao mạnh dạn nói chuyện? Nhiều mặt để độ sanh nó phải kết hợp kinh tế, quý vị ơi. Mà thiếu cái đầu kinh tế chịu thua chịu chết rồi. Thầy cứ ngắt, thầy này là chỉ biết chùa chiền, không biết cái gì là kinh tế xã hội, thua rồi. Mà xã hội mà không có kinh tế sao tu? Mà người ta không có kinh tế lấy tiền đâu cúng cho mình. Trời ơi, phải không? Vừa nghĩ kinh tế cho chùa mà vừa nghĩ kinh tế cho người ta, phải chỉ dẫn người ta. Nên nhà đức chỉ dẫn người tu, người ta được lợi ích rất là lớn. Nhiều người người ta làm ăn được nữa, phát đạt. Quý vị thấy chùa chiền mình không? Nội mà thứ bảy mà Phật tử mà toàn là đi xe này xe nọ đến quá trời, là biết Phật tử chùa mình không có đến nỗi quá nghèo, hiểu không? Bây giờ nhà đức hỏi quý vị nè, chúng ta cùng giàu thì chúng ta sẽ giàu thêm. Còn nếu bây giờ ai cũng nghèo hết trơn, mình giàu nổi không? Mình cứ cho nó ăn không, nó không cúng lại lấy gì có đâu cho ăn. Thấy không? Phải chỉ người ta giàu. Thế giới cực lạc gì sao mà ta muốn gì? Vì thế giới cực lạc giàu. Thế giới cực lạc giàu nên người ta mới muốn gì. Chứ nếu thế giới cực lạc nghèo như cõi ta bà này gì chi? Đúng không? Đó. Nên có nhiều người tu mà tâm lượng mình chưa có mở rộng. Mình mà thấy chùa độ sanh mà chùa khá giả thì mình mừng cho chùa đó. Tại vì khá giả mới dễ độ sanh. Đúng quý vị. Ngày xưa chùa không cần chùa lớn, là vì cái phạm vi của ngày xưa là cái thời chinh chiến khổ đau cực nhọc, của đâu cúng dường để xây chùa to Phật lớn. Còn cái thời cuộc này là thời cuộc phát triển của xã hội, chùa phải theo sự phát triển đó để xây chùa lớn Phật bự, hiểu không? Cái tầm nhìn của người ta bây giờ là tầm nhìn phải to. Như vậy thì con người mình tu hành, cảnh giới mình cũng phải phù hợp theo cái đó. Từ khi mình không có duyên, không có phước thì thôi, mình không có kèo này chi. Có duyên có phước thì mình cứ làm đi, hoành tráng lên. Đừng có nói rằng bây giờ mình có nhiều người ta không hiểu, ta nói xã hội bao nhiêu con người khổ xây chi mà chùa to Phật lớn gì.
Nhờ chùa to Phật lớn mà chúng sanh có cái điểm để nương gỡ nội tâm buồn phiền. Hiểu không? Giờ ngôi chùa nhỏ quá mấy người vô ngồi. Bây giờ nguyên một cái vàng, quý vị, nếu Hòa Thượng không xây cái chánh điện bự này, vị ngồi đâu mà cho hết? Đúng không? Đó. Hãy nghĩ cho thông suốt kìa. Mình phải nghĩ Phật giáo làm sao mà mình nghĩ theo cái thời đại phát triển á. Vậy thì Phật giáo nó mới đi vượt thời đại. Còn mình đi lùi lại ai tiếp nhận, quý vị? Thấy không? Những đức là một ông thầy chia sẻ Phật pháp. Đơn giản, vì hãy nghe thật là kỹ nghe. À, đơn giản mà lo cho 2.000 người. Mình ở nhà mình có 2-3 người muốn le lử. Mình tạo bao nhiêu công ty xí nghiệp vì gom tiền về lo có 2-3 người. Tôi có tiền càng nhiều thì tôi lo cho người ta càng nhiều. Đúng không? Vậy mà không biết đưa tiền nữa là thua. Quá dại. Gặp ông thầy em chịu chơi không lo cho người ta mà. Sợ gì? Bây giờ mình có tiền mình cũng không biết lo cho người ta làm sao nữa. Bây giờ mình lo cho người ta, còn người ta nghi, người ta sợ. Tại mình là người bình thường, mình lo, ông có ý gì cũng lo cho tôi. Vì thế gian tự nhiên cầm đồ cho người ta nói, ý gì? Gạt ta phải không? Phải bùa phải không? Nhưng ông thầy cho, không nói được gì chân á. Còn nói cái lọc nữa chứ. Thấy không? Nên có gì đẹp đẹp, đồ mua đem đây, đưa nhà Đức cho giùm cho Đức cho thấy. Trời ơi, tôi mà đưa ra cái ai người ta cũng nói lọc của thầy cho. Phải không? Thì bây giờ của quý vị không cần cái danh đó, nhưng cái phước đến với quý vị. Tôi nếu chấp cái danh tôi cũng bị tổn phước à. Có được lợi ích gì đâu, nhưng mà làm thì vì người ta thôi. Nói quý vị nghe Phật pháp vậy, quý vị thấy thông cái tâm chưa? Tâm nó thông gì đâu. Thấy không? Mỗi một con người tu hành, người ta có một cái tâm phát ra. Có những vị thầy muốn xây một cái tượng Phật thiệt là to, thiệt là cao để làm chi? Cái tâm nghĩ người ta mình có hiểu đâu. Người ta nghĩ rằng cuộc đời người ta phải làm một cái gì đó, tôi không có làm lớn như ông đó. Nhưng mà tôi mong tôi làm được một pho tượng Quan Âm mấy chục thước vậy đó, để lại cho nhân loại về sau. Ta nghĩ vậy thì người ta làm vậy thôi. Cái điều đó thiện. Còn mình ngoài đời dù giàu cỡ nào giàu cũng là một căn nhà của mình. Rồi xong tới đời con mình, có khi con mình chưa chắc nó giữ được căn nhà. Còn ông thầy này ông phát cái tâm là ông gom của chúng sanh, là ông làm một pho tượng thiệt cao. Cỡ nào thì ông cũng nghĩ cuộc đời ông cũng làm được một pho tượng cao như vậy cho nhân loại. Tâm của ông nghĩ vậy đó quý vị. Cái nguyên lý này mình không có hiểu nhau đâu quý vị ơi. Nên mỗi một con người chỉ cần người ta làm một điều thiện gì đó, chắc chắn người ta cũng có cái nguyện lớn như lắm, người ta mới làm được điều đó. Nó như xây chùa chiền như Hòa Thượng mình thì cũng phát nguyện lớn lắm, nhiều đời nhiều kiếp mới xây được. Mình có khi xây một căn nhà mà bao nhiêu năm mình còn chưa xây được. Nhưng mà thường lôi gắng xây hoài mà không có tiền không xây. Thì đâu cũng Phật Bồ Tát Long Thần Hộ Pháp Gia Hộ đưa người đến, đưa tiền cho mà xây. Vì người ta mà. Giờ mình vô mình coi Hòa Thượng cũng nằm cái đơn thôi, không xây nhiều chi ạ. Thì tương lai người ta cũng ngủ, người ta ở người ta tu. Nên Phật Bồ Tát nhìn ra cái nơi đó sẽ có người, nhiều người ở, nhiều người tu. Thì kêu người đem tiền lại đưa cho Hòa Thượng xây. Không? Nên từ nơi đó mà mình á, chùa nào mà tu hành đông người mà chùa đó mà phát đạt thì mình mừng giùm. Còn vị thầy đó, người ta chấp nhất cái gì thì kể người ta. Chỉ cần người ta có điều kiện để người ta giúp chúng sanh được là tốt rồi. Người ta chấp bao nhiêu, người ta xả bao nhiêu kể người ta. Còn hơn mình có giàu cỡ nào cũng hai vợ chồng với đứa con, làm được bao nhiêu việc, đúng không? Suy nghĩ kỹ đi quý vị. Mỗi một người hãy mạnh dạn suy nghĩ sâu sắc tư tưởng đi. Ví dụ như nhiều ngôi chùa với thầy người ta cũng đâu phải thiếu tiền gì đâu, nhưng mà người ta cũng làm nhiều việc kinh khủng lắm, không dẫn đâu. Nên đó là cái điều nó đã quá đặc biệt rồi. Nhưng nếu mà cầm tiền mà làm mà tròn vẹn hết lòng được thì cái nhân cái quả đó quá tốt. Còn nếu như mà mình tu mà mình còn bị vướng mắc tiền bạc vật chất thì bản thân chúng ta phải chịu cái quả báo của chúng ta thôi. Cái chuyện này mình đã nghe pháp đọc kinh rồi mà mình không hiểu thì mình phạm phải, thì cái đó là nhân quả tự mình dính. Nếu mà không có phước thì thật sự cũng không có tiền đâu. Nó từ ngay có phước lắm nó mới cầm được, chứ không có dễ cầm đâu. Bản thân của chúng ta lấy được người chồng mình cũng đẹp chứ, có học thức nữa mà không biết làm sao,
Cái lúc mình lấy thằng chồng mình lại không nhìn ra được, mà khi lấy rồi mới thấy thằng chồng nó xấu ê hề. Cái bà nó nói rõ ràng, với lại nó nói những đức, nó nói con xin thỉnh hỏi thầy, cặp mắt con rất là sáng cho thầy, con rất có học thức luôn thầy ơi, nhà con giàu luôn thầy, mà không biết tại lý do gì mà cái lúc con lấy chồng con có quyết định con lấy người chồng này, mà khi lấy về xong thì con càng nhìn ảnh con thấy càng thấy xấu. Viết mà thầy biết rằng có khi mà nằm ngủ chung á, con giật mình thức dậy con nhìn ổng con thấy con ê hề, con chán nản đến mức không tưởng tượng được. Mà bây giờ bỏ thì không đành, nó có lương ương vậy mà con mấy năm nay con buồn khổ quá, con thấy nản lòng còn hơn cái gì. Con nghe bất chợt được nghe thầy giảng trên YouTube chứ gì cho nó rồi con thấy thầy giảng bộc bạch thoải mái quá, con lợi con xin thỉnh hỏi thầy, thầy cỡ nào cũng có những lời chia sẻ cho con cỡ mở tâm tư. Thì những đức nói rằng nó có duyên có nợ, lúc mà cái duyên nó đến với cô với chồng thì cô thấy ảnh rất là đẹp, rất là dễ thương, nhưng mà khi nó kết duyên vô rồi thì nó sanh ra nợ, và trong cái nợ nó có thuận nợ nghịch nợ, hiểu không? Thuận nợ thì thấy thương vô cùng, mà nghịch nợ thì nợ nó câu thúc nhưng mà thấy ghét vô cùng, có không? Đó. Nhưng mà giữa cô với chồng cô á, nhưng đức nói thiệt là cô không có bỏ người này được. Thì bà nói sao thầy biết? Nhưng đức nói rằng là một là ổng hiền, ổng xấu mà ổng hiền. Hai là chưa bao giờ ổng dùng một lời gì xúc phạm đối với cô, đúng không? Anh nói ủa sao cái gì thầy cũng biết hết trơn à? Nó không phải biết mà là đoán được thôi. Đoán được. Bây giờ nhà đức hỏi quý vị, đã xấu rồi còn không biết thân phận nữa sao? Đã xấu quá rồi mà vừa được vợ đẹp mà còn không biết chăn quý sao, mà còn chữ mắng nó để nó bỏ hả? Chứ cần mình chữ mắng nó thì đó là cái đầu mối để mà nó khỏa mình. Tại vì sao vậy? Nó nói tại mày xấu mà còn chữ tao nên tao bỏ, hiểu không? Nên bây giờ á, ổng xấu, ổng hiền, ổng biết thân phận, ổng thương cô, ổng chiều chuộng cô, đi làm gì có khi ổng còn pha cà phê cho cô uống nữa, đúng không? Cô nói trời sao cái gì cũng thầy biết hết trơn vậy thầy? Cô không nghe người xưa nói sao? Củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ dùng, đúng không? Bây giờ cô mà bỏ người chồng này là cả đời cô cũng không được bình an nữa. Tại một là duyên mà nợ nó câu thúc cô với chồng cô. Nhưng thôi cô ơi, cái hình thức nó có xấu một chút, nhưng miễn trong bụng nó được là được rồi, hiểu không? Cô nên chấp nhận đi. Nếu cô càng chấp nhận thì cô sẽ thấy ảnh hoàn toàn dễ thương. Tại vì cô không nhìn tổng quát đó, cô chỉ nhìn khía cạnh nè. Cô đi ra ngoài làm ăn, cô kinh doanh, cô giàu, cô nhìn được nhiều người đàn ông cao ráo đẹp. Cô nghĩ rằng những thằng đàn ông cao ráo đẹp đó là nó mới phù hợp với cô. Nhưng mà nó cao ráo thì nó cũng nghĩ cái cao ráo mà cô. Hiểu chưa? Nhớ kỹ, bản thân mình là người học Phật, người phải khôn ngoan, có trí tuệ. Người ta mà xứng lứa với mình thì người ta có gì người ta cũng kênh với mình. Nhưng người ta thấp hơn mình, người ta có thể thấp hơn mình vài nhem, thì người ta hạ hơn mình vài nhem. Hạ hơn chút thì mình sẽ cao hơn người ta, ngon hơn. Hiểu không? Chúng ta đừng nên chọn cái địa điểm cao quá. Mình chọn địa điểm cao quá nó có cái giá đặt vào. Tự mà nhìn nhận sâu sắc. Hiểu chưa? Ta được được một người chồng hiền thương lo thì mình phải cảm thấy hãnh diện. Hãnh diện. Bây giờ cô đi tìm đi, cô đi hỏi nhiều bà mà có chồng đẹp trai đi, bà có cái sung sướng hay khổ? Nó đi đâu một chút là bà sợ muốn chết mồ, hiểu không?
đi đâu một chút là mấy bà lo rồi, hiểu không? Bây giờ thằng này xấu quắc, mấy bà bỏ đâu cũng ai nhìn chứ. À, đúng ra mấy bà phải kêu tục tưng tục tưng tục tưng, hiểu không? Hiểu không? Đó, thật sự quý vị, con người sống trong cái cuộc đời này bị khổ là do ích kỷ mà ra không à, hiểu không? Ích kỷ mà ra. Đến với nhau là vợ là chồng rồi mà buông ra cái là lo là âu, là do ích kỷ mà ra. Cái cảm giác và niềm vui muốn duy trì mình không à, chứ không có muốn cho ai chứ. Rồi nghĩ ngợi lu bu lộn xộn, nghĩ rằng cái niềm vui cảm giác đó là của mình, không có được chia cho ai, nên sợ đem chia cho người khác. Chứ thật sự thì nó cũng là nó thôi, dù nó có đi đâu, nó muốn cái gì thì nó về, nó cũng là như vậy thôi. Hiểu không quý vị? Tâm vị sẽ tự mở rộng ra hết rồi, mở rộng tâm ra hết trơn. Tự mình làm khổ mình thôi. Tự nhiên mình ngồi ở nhà mình đi âu lo, đi ghen. Ghen không bằng dạy người ta. Dạy cho người ta nên người nó vẫn đặc biệt hơn đi ghen. Ghen là một hành động bó buộc. Đã là bó buộc thì nó muốn mở dây nó chạy. Nó mà mở được thì đố mà nó quay đầu. Mình mắc chồng mắc vợ cũng do bó buộc mà sanh ra, thiếu lòng tin. Thấy chưa? Ví dụ như giờ chúng ta sống bên nhau đi, chúng ta chỉ cần cho nhau những điều hạnh phúc tốt đẹp, cho nhau những cái bình an. Quý vị có thả nó đi đâu nó cũng chạy về nhà. Thả đâu cũng chạy về nhà, đúng không? Tại mình không biết lối sống. Nếu sống theo loại trí thức chút xíu, ít tu đi, chồng mình đi nhậu tối ngày dậy nó lại một chút, nó khéo léo mấy ông, mình mua vài chai bia về nhà mình nhậu với vợ thì gia đình của mình đặc biệt hơn. Mình đi nhậu với người ta hoài, bỏ vợ nhà bỏ con làm chi. Mình về nhà mình, bây giờ em uống đường chai, anh uống ba chai, rồi xong ịt ngang ngủ ở nhà vậy. Thì mấy ông thấy không, cái lối sống mấy ông phải là trí thức không? Đó mới là trí thức, đúng không? Nhiều người nói ô mày thằng ông mà nói mày chơi với vợ không mà nói làm ăn cái gì. À, chơi với vợ tôi mới làm ăn đặc biệt á. Ông phải nhớ kỹ, chỗ nương tựa của chúng ta là ở đâu? Là gia đình. Gia đình là điểm nương tựa. Bây giờ tôi đi làm ăn với anh em, tôi có thể bỏ nhà tôi đi ăn chơi gái gú với mấy anh em để mà ký hợp đồng. Đó chỉ là cái vẻ bên ngoài để chúng ta dựa vào đó để ăn chơi thôi. Còn chuyện làm ăn chúng ta không cần thiết chỗ đó. Chỗ làm ăn là cái quan trọng, anh nhìn được gia đình của tôi hạnh phúc, vợ chồng tôi đồng lòng thì anh ký cái hợp đồng này yên tâm đi. Hiểu chưa? Tôi có quyền tôi chơi với vợ tôi. Vậy đây là điểm nương tựa của cuộc đời tôi với gia đình, để gây dựng cái điều hạnh phúc, dạy con tốt đẹp. Gia đình tôi mà như vậy thì anh làm ăn với tôi là anh hoàn toàn chắc chắn. Còn nếu tôi là nay con này ngày mai con nọ, anh làm ăn với tôi anh sẽ lo sợ. Vì tâm tôi dễ thay đổi, ký hợp đồng cũng dễ thay đổi. Anh hiểu không? Ăn thua mình là con người có bản lãnh nói chuyện thôi, có khả năng thu phục lòng người thôi. Thì cái cách nói chuyện của mình nó sẽ thu phục lòng người thôi. Thành đạt chứ gì đâu, đâu phải là học vị cao. Quý vị cũng một phần học vị nào thôi. Nếu có học vị cao mà học được tư tưởng này nữa thì quý vị đúng là hổ mọc thêm cánh. Quý vị biết, không phải giỡn đâu. Là ông chủ lớn được rồi đó. Đó, nên mình như vậy đó. Tại vì sao? Sự thành công của mình nó phải có cái chỗ nương dựa một gia đình hạnh phúc. Nếu như mình thành đạt sự nghiệp to lớn mà hạnh phúc không có, dựa vào đâu? Dù chúng ta làm ra tiền thì tiền nó phải đem vào chỗ nào để cắt, chứ đâu phải giải tiền. Mà mình cắt thì phải có chỗ cắt đàng hoàng. Là gia đình là chỗ bình yên, vợ chồng là sự tin tưởng, thì mới là chỗ cắt yên tâm. Hiểu không? Nó, quý vị nghe điều này đi, rồi quý vị gây dựng một gia đình đi. Không phải là Phật pháp, chứ đưa quý vị một cái lối sống bó buộc gì quý vị nặng nề đó. Bậy, nếu vậy thì ai học Phật? Phật pháp nó theo một cái căn tính người ta để học.
Vì hãy đi từng công đoạn mà tiến tới Phật pháp. Nhưng học được hết trơn, ai mà không học Phật được, đúng không? Giờ thí dụ như giờ tôi gặp mấy bạn bè, lỡ đi ngoài đường gặp bạn thân ngày xưa, nó quá trời mà nó nhậu hồi xưa ầm ầm, bữa nay tự nhiên bắt giờ gặp nó đang ngồi nhậu với bốn thôi nha, năm anh em ngày xưa nhậu không, đi ngang gặp mình kêu Hiên, trời ơi lâu ngày không gặp, lâu quá đâu mà bây giờ hôm nay xuất hiện mà nay đầu tóc lóc đi trời, bộ ở tù mới ra Hiền. Nó mày là bậy bạ mày ơi, mấy năm nay nuôi người già. Nó nuôi gì nuôi, bây giờ anh em gặp nhau làm ly được không? Nó được, gót đi làm ly, rồi anh em nói chuyện vài câu rồi tao đi, thấy không, có công chuyện rồi bữa nào lại chùa chơi. Nếu mình nói một câu vậy, mình cầm ly bia cùng ly, dứt ly với nó, lâu ngày không gặp thì chắc chắn kéo mấy nó vô chùa và dạy nó, hiểu không? Ngày xưa mình uống được 30 ly mà, không lẽ giờ ly mình sai sao sợ. Cái giới uống rượu là già giới, cái giới ngừa thôi, sợ bị uống say bị đi làm bậy nên Phật mới chế cái giới uống rượu. Chứ cái giới uống rượu là cái tội gì đâu, rượu có sát sanh hại vật gì đâu mà tội. Nhưng mà cái giới uống rượu là uống vô nhiều quá nó sai, nó tầm bậy, đã sai thì tầm bậy. Nên Phật kêu mình đừng uống rượu vì sợ mình đi tầm bậy. Chứ nếu mình uống ly thì nó không có phạm, thấy không? Giới ngừa mà, thấy không? Hiểu nghe. Chứ mà đừng có làm ly, dứt thì mấy ly thôi thua luôn, thầy thua rồi. Không, uống con ly mà dứt thì mấy ly đó là do mình bị lôi kéo. Nên mình duy trì được mình thì mình có bản lãnh. Tại ngày xưa mình gặp nó mình uống lần mười mấy 20 ly bia tươi đồ này kia mình dứt quá trời. Mà giờ có một ly mà mình không uống, nó nói bây giờ thằng này đúng là thua. Lâu ngày mới gặp lại mà thấy mày tiêu, không có cái bản lãnh gì đặc biệt ấy, đúng không? Thì mình uống cái nàng ly đi rồi có dịp mình gặp nó mình nói chuyện sao, thì cũng là một anh em bạn bè, biết đâu mình độ được nó làm sao. Quý vị nghĩ gì người ta thôi, có gì đâu, chuyện mình làm đó. Vì thấy Phật pháp hay chưa? Vì thấy gì học Phật được không? Được chứ. Anh đi chùa anh bạn đồ lam, còn mình đi đám cưới bạn đồ khác, đi ra ngoài với chồng trang điểm coi được được một chút. Không, mà cái nét trang điểm của mình nó đừng quá mà màu mè dữ quá xấu, thấy không? Mình phải nhìn theo cái lứa tuổi của mình để mình trang điểm phù hợp, để nó tao nhã được với cái lứa tuổi của mình. Đó gọi là có cặp mắt thẩm mỹ trang điểm, hiểu chưa? Con nít thì nó tóc ten, còn mình đã trung niên thì mình phải theo cái tư tưởng của trung niên. Mình trang điểm làm sao nhìn mình nó quý phái, chứ không phải là mình đi nhìn đứa nít mình trang điểm theo nó cười mình, hiểu không? Đó. Thấy chưa? Còn mình già rồi thì mình gọn ghẻ, đã là già rồi thì cũng không có che được cái nét nhăn, nên mình gọn ghẻ là đẹp nhất của tuổi già, hiểu không quý vị? Thì thấy trời, nhà chùa dạy đặc biệt chưa? Quá đặc biệt luôn mà. Chứ đâu phải kêu vị hai lúa quê đâu, chứ không lẽ bây giờ vị đi chùa vậy đi bận riếp đầm, còn đi đám cưới thì bận đồ lam. Cái này là đi ngược vấn đề, đúng không? Cái người sành điệu là cái người đi đúng địa điểm, làm đúng vị trí, thấy không? Sành điệu là vậy đó quý vị, thấy không? Tu thì tu, nhưng mà khi mình vô mình kêu đồ dai mình cũng biết cách kêu đồ ăn. Mình kêu đồ ăn mà biết kết hợp món đồ ăn đó. Vậy thì tự nhiên á, dọn ra cái bàn đồ ăn mình cũng thấy là lý thú, thích, đúng không? Nghĩa là cái sống của con người ta nó bao xung quanh quý vị là một cái lối sống trí tuệ. Đó mới tuyệt vời. Và con người thì lúc nào cũng tỉnh táo, đây mới là hay, đúng không? Chứ bây giờ mà những đứa hỏi vị nè, bây giờ mình nhậu nhẹt say xỉn nó còn gì là tỉnh táo, mà con người mà té qua ngã lại thì còn gì là hay đó. Nên á, tôi khuyên các ông, ông mà đờ với ông uống một hai chai bia ở nhà với vợ chứ, rồi gặp bạn bè bất chợt anh em thì mình uống vừa sức với khả năng mình để làm sao duy trì được mình tỉnh táo.
Lỡ mình quá chén, lỡ mình chạy xe có chuyện gì đi, khổ con, khổ vợ. Thấy không? Cái điều đó mình nên nhận thức. Đó, thật sự mà nói chơi thì hơi hô hà dữ lắm. Nhưng mà lỡ mình gãy tay gãy chân thì vợ nhà chịu chứ ai chịu cho mình. Khôn một chút. Không? Dù mình gặp người mình có chơi hết mình, nhưng mình phải xem cái hết mình đó nó thông minh không. Người tu hành nó phải thông minh, chứ không phải là hết mình mà đem gia tài cả cầm cố. Bậy. Mình chơi vậy cuối cùng mình nghèo, nó đâu có chơi với mình. Con người sống trong cuộc đời này, tình bạn mà không có tiền là không có tình bạn. Nhớ, tình bạn mà không có tiền là không có tình bạn. Có tiền mà không có tình bạn thì khô khan. Chứ làm sao? Tình mà không có tiền thì có tình cũng vô dụng. Tiền mà không có tình thì vị cũng là cô đơn. Đúng không quý vị? Đó. Tại vì sao? Vì mình có tiền để nuôi thân thì mới có tình. Còn bây giờ mình không có ăn uống gì được hết trơn, thì bây giờ cái thân này còn sức đâu mà có tình. Đúng không quý vị? Đó. Cái xã hội phát triển mà chàng. Mình phải tu học làm sao mà nhìn nhận được. Bây giờ quý vị về đây ào ào, tôi không có tiền lo, sao mà có tình. Ôi thầy nói tốt quá mà chút xíu không có cơm ăn. Ôi được à thầy, chia tay thầy kể từ đây. Chùa không có tiền vậy chứ. Mỗi lần lỡ đây là thầy cứ xin tiền không. Mà đã nhà con lo cực khổ, con lỡ đây là để con mong thầy chia sẻ những điều tốt đẹp, những điều bình an, điều an vui. Mà con lỡ đây con chưa nghe được gì chứ mà thầy cứ đầu tiên. Cứ đầu tiên hoài thì ai mà lỡ chùa. Mình muốn đầu tiên thì mình phải làm sao cái đầu tiên của mình dành cho người ta tốt đẹp trước đi. Hiểu không? Rồi người ta cảm tình, rồi người ta mới đầu tiên với mình. Ta nói đã có tình thì là có tiền à. Tình là thương yêu quý vị. Quý vị đã thương yêu thì quý vị không có bỏ những đức đâu. Đúng không? Công nhận quý vị. Nó, quý vị công nhận là quý vị khi mà thương ai rồi sao cũng được. Tâm lượng quý vị mở rộng với người ta lắm. Nên trước nhất phải cho người ta thương yêu mình, rồi mình mới thành đạt sự nghiệp sao. Nhớ nghe. Ồ. Nhớ. Bây giờ làm ông chủ làm sao mà cho người làm công thương mình, thì nó mới bảo vệ sự nghiệp cho mình. Đó. Con người có lúc thịnh lúc si. Kinh tế làm ăn thì có được, có lúc được, lúc không được gì mấy. Nhưng mà chúng ta có lúc được thì chúng ta sẽ có tiền, chúng ta có tích trữ tiền nhiều lắm. Nhưng khi làm ăn không được, chúng ta đối với người bên cạnh, những người mà hết lòng hết dạ với mình, chúng ta phải ưu ái họ làm sao để bảo vệ cái gia đình của họ, để chi? Để khi mà kinh tế nó trở lại bình thường, chúng ta sẽ có những đôi tay đặc sắc bên cạnh. Hiểu chưa? Sau này mình mới thành đạt sự nghiệp lớn. Mình muốn làm sự nghiệp lớn thì phải có người đi theo. Nên người xưa nói tôi muốn có thiên hạ thì phải có con người. Nếu không có con người lấy đâu có thiên hạ. Đúng quý vị. Nên con người sống, chiến lược con người nó phải sâu sắc quý vị ơi. Con người sống nó phải có chiến lược sống. Nên thương con người là một chiến lược cao cấp nhất. Nhớ kỹ nghe. Thương con người là một chiến lược cao cấp nhất. Bạn dũng ý người ta, bạn là người sai chiến lược. Tại vì bạn dũng ý, bạn có thủ đoạn thì người ta sẽ đón được bạn. Ai cũng cái khôn thì đều có cái khôn á. Chỉ có cái chân thật thì khó ai đón được mình. Chân thật thì khó ai đón được mình. Bài chia sẻ này bây giờ bị nghe đi rồi, có những câu quý vị sẽ nhận thức được cực kỳ sâu sắc khi tự nhiên chia sẻ cho quý vị nghe, đúng không? Nhưng tôi tin chắc quý vị luôn á, khi chia sẻ Phật pháp gì quý vị ở đây, cái cảm giác quý vị sẽ thích thú lắm. Vì sao? Vì có người gia trì quý vị. Nhớ nghe. À. Chứ làm sao mà tự nhiên, mà con người tự nhiên, cái tự nhiên ngồi xuống à, rồi nói chuyện kiểu này cho quý vị nghe tiếng rưỡi đồng hồ. Tự nhiên cái nói tiếng rưỡi đồng hồ, không có sắp đặt gì sẵn hết trơn. Tự nhiên bên kia nằm chơi đồ niệm Phật, đồ chơi vòng vòng vậy đó, rồi xẹt qua đây cái nói chuyện tiếng rưỡi đồng hồ. Không có lập trình gì hết trơn á. Chỉ đọc cái đề, mà cái đề này mới viết rồi đi qua đây luôn.
chứ đâu phải là tính một tuần gì viết cái đề giảng đâu. Quý vị biết những đức một ngày giảng mấy buổi, viết đề là tự bất chợt ngồi suy nghĩ bữa nay đọc cái đề giảng cái gì đây, viết ra đem qua đây thôi, hiểu không? Bất chợt thôi mà. Hôm qua nói tiếng rưỡi đồng hồ cho quý vị nghe, quý vị thấy nghe tiếng rưỡi được không? À, được mà. Thấy ngồi im re đâu có ai bỏ đi gì đâu, hiểu không? Đó, vài người ta mắc vệ sinh lắm, ta đi chút xíu thì vô. Nó, nhưng mà đa phần đều ngồi im re mà ngồi chăm chú. Có những người biết sao mà ta làm vậy nè. Nhìn tiếng nói nhìn không thấy, thấy tivi kìa. Hiểu không? Nó vậy thấy không, là thu hút á. Cái từ trường tần số mà nó gút người ta tuốt biết sao chạy ra đây. Nghe không? À, buổi giảng gì này trực tiếp, quý vị biết bao nhiêu người ta đang nghe trên mạng chưa? Trực tiếp trên mạng bao nhiêu người ta nghe trên. Mà chương trình trực tiếp của chúng ta bây giờ là nghe cực kỳ đông. À, quý vị thấy có một tình độ hay không? Quá hay, công nhận không? Trời ơi, người trình độ lớp 3 ở lại 9 năm vậy mà có nhiều người cứ hỏi trình độ học vấn hoài, mệt ghê. Hôm qua mới có cái bà đó lại bà hỏi, dạ thưa thầy, cái trình độ học vấn của thầy chắc cao lắm. Nói à, hồi đó giờ nhà Đức không có muốn nói tới cái trình độ của mình. Nói vì sao thầy? Vì nó quá cao. Quá cao. Nói ra sợ người ta dối không tớ. Thôi cô đừng có hỏi cái trình độ học vấn nữa, nha. Về cố gắng cô nghe pháp đi, một ngày nào cô sẽ biết trình độ của mình. Trả lời vậy. Nói về cô cố gắng nghe đi. Trong nhiều bài giảng như Đức có nói cái trình độ học vấn của Nhật Đức đầy đủ hết trơn á. Cô nói là vậy, cô xin hỏi thầy là ngày xưa thầy học vậy là thầy học bên cái khoa nào? Vì Đức nói á, trong những buổi giảng tôi có nói hết á, nhưng mà tôi nói với cô là tôi học đa khoa. Bây giờ giờ Đức hỏi quý vị nè, một cái khoa thì làm sao đây nghe được, đúng không? Nhìn con người phải đa khoa không? Mà ngồi chung ai cũng nghe được hết trơn thì đa khoa mới nghe được. Nó nên quý vị nhớ, cái trí tuệ của Phật là đa khoa, hiểu không? Mà mỗi người chúng ta là đều có cái trí tuệ của Phật. Mỗi người chúng ta đều có trí tuệ của Phật. Nên Đức Thích Ca Mâu Ni khi Ngài thành Phật, Ngài nói rõ ràng, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Thấy không? Và Ngài nói thêm câu là tất cả chúng sanh đều có đức tướng và trí tuệ như ta. Thấy không? Mình học Phật là mình đang học cái trí của Phật và phát triển cái trí của mình giống Phật. Còn gì thì cái trí của mình là người học Phật thì sẽ là đa khoa. Thấy không? Mà quý vị muốn đa khoa thì phải làm sao? Tha thứ. Tha thứ nó mới đạt đến đa khoa. Còn nếu như quý vị không mang tâm tha thứ là nó sẽ bị chết cứng về một điểm nào đó thôi. Không tha thứ nó sẽ chết cứng. Nên cái sở học mà để phát triển tâm lượng là tha thứ. Tha thứ nó mới lãnh nhận được nhiều tình yêu thương. Hiểu chưa? Thì vợ hay chồng mình lỡ người ta phạm phải điều sai lầm gì, hãy cho nó qua đi như một dòng nước đi. Như vậy thì chúng ta sẽ có được tình yêu thương chân thành người ta dành cho mình. Hiểu không quý vị? Ví dụ như vợ chồng mình lỡ phạm phải điều gì chia tay, chúng ta lấy người khác là sự đầu tư mới mẻ. Còn vợ với chồng mình đã có sự đầu tư lâu năm, có một chút xíu hơi bị sai lệch một chút, thì chúng ta nên tha thứ cho nhau để hoàn chỉnh lại. Đó là cái đặc sắc tình tha thứ là hay nhất.
Tha thứ là sẽ có rất nhiều tình cảm dành cho mình. Hãy mang tâm tha thứ đi quý vị. Mà tha thứ là một từ trường tốt nhất đến với chúng ta. Con người mang tâm tha thứ sẽ tích tụ được rất nhiều năng lượng. Mà có nhiều năng lượng thì chúng ta sẽ có nhiều sự phát sáng. Nhiều cái phát sáng, hiểu chưa? Đúng không? Thì coi, đèn mà phát sáng là từ đâu? Năng lượng đủ. Nếu điện mà thiếu thì nó giật giật liền. Điện mà cúp thì tắt luôn. Nên chúng ta là người sống trong cái xã hội, nó quá nhiều cái làm mình phiền não rồi. Chúng ta là người cần phải nghe Phật Pháp để làm chi? Để điều chỉnh cái tâm cho nó quân bình. Điều chỉnh cái tâm cho quân bình nghe quý vị. Chứ nếu không á, điện của mình bị giật á, vì hết năng lượng. Mình xài trong những cái phạm vi không phù hợp, hết năng lượng, nó mệt mỏi. Như những đức đầy đủ năng lượng, nó bị gặp lúc nào bị gặp những đức cũng hừng hực, đúng không? Thấy không? Lúc nào cũng hừng hực hực chứ. Thì thấy những đức chia sẻ nãy giờ có cái câu gì mà những đức than thở không? Mà trong khi 2.000 người mà ta không than thở. Hiểu không? Nhớ kỹ nghe, than thở không ai cho mình hết, chỉ có vui ta mới cho. Hiểu không? Mình có nghèo, mình có thiếu nợ, cái chuyện đó của mình. Mình đừng có hiện cái bộ mặt nghèo và thiếu nợ với người ta, vì người ta thấy mình nghèo và thiếu nợ, người ta tránh mình. Trước nhất mình phải hiện cái bộ mặt mình phải vui vẻ, để người ta tiếp nhận mình trước. Rồi từ từ người ta biết mình thiếu nợ, thiếu nần, nhưng người ta vẫn phục mình. Đúng không? Trong cuộc đời thì ai mà không thiếu nợ. Nhưng mà cái thằng này thiếu nợ mà tỉnh queo, còn tao thiếu nợ buồn muốn chết. Thì nó mới hỏi mình, vì sao anh thiếu nợ mà anh tỉnh đi như vậy? Thì mình nói không tỉnh là gì, rồi làm sao? Không tỉnh thì cũng phải trả nợ, mà tỉnh cũng trả nợ. Vậy thì thà tỉnh, trả từ từ ngon hơn. Hiểu không? Lo chi nhiều cho nó mệt. Hôm qua vừa học lớp đạo làm con xong, bước ra có bà cô đó, bà chạy lại bà khóc. Thầy ở cho cô xin 5 phút. Được, cho cô phiến mãi thêm 2 phút nữa. Là 7 phút luôn. Hiểu chưa? 5 phút mà ít quá. Ông mà giảng gì mấy cô thấy vui ghê á. Phiếu mãi thiêu là mấy cô thích à. Hiểu chưa? Nên từ nơi đó cho cô phiếu mãi thêm 2 phút nữa. Thôi cô cứ nói đi. Nó là tờ con của con thầy nó đứa con gái. Mà lúc trước nó cũng đi đến chùa, nó ngoan quá trời luôn. Rồi tự nhiên bây giờ nó không đi đến chùa nữa. Thời gian nó không đi đến chùa, tại vì nhà trường bắt học á, học viết nhỏ không đi đến chùa nữa. Bây giờ thầy tự nhiên nó cắt tóc con trai, nó bận đồ con trai, nó về nó đá ba nó quá trời, nó quýnh ba nó kinh kinh vậy đó, chữ mẹ đánh ba luôn. Bây giờ nó trong nhà là nó quậy nhà luôn. Giờ cô xin hỏi thầy, con phải làm sao? Sao cái chuyện gì cũng hỏi tôi, ngộ chứ. Thấy không, cái trường hợp kinh khủng không? Bởi vì những đứa nói cho vị nghe chứ, con cái đi học cỡ nào, mỗi tuần thứ bảy cho nó đến chùa để nó gieo cái duyên. Đừng có cho nó lạc nghe. Viết nó lạc á, nó bậy luôn á. Nó lao theo cái tần số xã hội. Rồi viết rồi nó chạy theo học vị mà nó không có đạo đức. Thua. Thấy không, nguy hiểm ghê. Nó nói cái gì, đánh cha nó, mình cho trỏ ba nó, lên gói không luôn. Không biết sao kỳ cục vậy đó. Tự nhiên thành trai luôn vậy, kinh khủng lắm. Nó, rồi xong rồi nó kinh kinh với mẹ nó vậy. Gia đình giết bây giờ không còn hạnh phúc gì, bất an lời sợ hãi, kinh khủng quá thầy. Bây giờ nhà con buồn khổ lắm, con tu cũng không được luôn. Con đang tu vậy, nó lỡ nó bưng nước trên bàn thờ Phật uống chơi vậy. Ghê quá. Bây giờ con phải làm sao? Những đức nói rằng, thật sự mà nói thì cái chuyện của cô, những đức không có giải quyết cái vấn đề mà mình chỉ thẳng cái gì, nhưng mà những đức nói về chuyện trong chùa thôi. Nhà có quy tắc của nhà, đoàn thể quy tắc đoàn thể, đất nước có quy tắc của đất nước, chỗ nào cũng có quy tắc chứ. Như chùa ở đây ở 600-700 người, mỗi bên chùa 3-4 điểm chùa, bên 600-700, chỉ cần có một người nào vô đây quậy thôi, dù là tôi yếu thiệt,
nhưng mà tôi cũng cố gắng tôi ẩm nó ra ngoài. Hiểu chưa? Tại vì sao? Vì tôi để cho mấy trăm người đây bình yên, hiểu không? Như năm xưa Khổng Lão Phu Tử giết một người này, hỏi lý do gì giết. Nó phù phiếm quá, nó hại người, nó dùng lời đường mặt mà nó hại quá nhiều người, nên ta trong cương vị chức quyền xử lý nó luôn, hiểu không? Nó nên từ nơi đó, một hạt giống mà nó chưa có cảm nhận được sương gió thì chúng ta nên tạo điều kiện cho nó để tiếp nhận sương gió một chút đi. Chúng ta đừng nên nuôi dưỡng cái hạt giống mà tương lai nó làm cho gia đình này tan nát. Tự mà suy nghĩ. Hiểu chưa? Đó là chùa chiền đó mà bình yên cho 600 người ở cũng không đơn giản. Nên quy tắc trong chùa đã đưa ra rồi, vô đây mà lạng hoạng là có ban tổ chức, có hộ pháp sắp xếp liền. Hiểu không? Nó hộ pháp này là hộ pháp con người. Hiểu không? Nó nên đó mà mình đi được 600 người nó chuyện dẫn chơi hả quý vị? Chứ gặp bây giờ mình ngồi đó mình tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, nó vô nó đá chuông đá mỏ tưng tưng tưng, mình nói từ bi Nam Mô A Di Đà Phật, mày đá ai mày đá kể mày đi. Chuyện tao tụng kinh thì tao cứ tụng. Vậy thì chùa này một mình quý vị thì được, một mình quý vị thì không sao, thấy không? Một mình quý vị thì không sao, mà nếu như vị là chủ trì chùa mà cho đó chỉ cần có thêm một người nữa thôi, mà có một người đến quậy người đó vị cũng phải sắp xếp, tại vì có một người. Hiểu chưa? Từ khi một mình cứ ngồi đó mình tụng đi Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, mày muốn quậy thì mày quậy đi, mày đọc luôn, mình đọc luôn nghe. Còn tao thì lo niệm Phật mà thôi, chứ tao có mơ cần đụng chạm gì tới mày đâu. Hiểu chưa? Muốn tụng là tụng mà ngộ vậy đó. Tụng để nhắc mình luôn, thấy không? Con chùa y người ta mà người ta đang sống bình yên mà. Mấy bà già đồ không lẽ cầm cây nó vượt, mấy bà già mình đứng đó mình nhìn. Ô, Phật từ bi thôi kệ mày. Trời ơi trời. Phật từ bi mà kệ mày để cho nó vượt bà già. Y cục y. Không phù hợp nhân sinh. Mà Phật pháp thì áp dụng vào nhân sinh. Mình để gì không phù hợp. Nên mình phải đứng ra mình thay bồ Phật Bồ Tát. Mình thay Long Thần Hộ Pháp để sắp xếp này. Hiểu chưa? Mình đã lo tu rồi mà mình bây giờ sức yếu thế cô, mình bay ra mình sắp xếp thằng này. Vậy thì thằng hộ pháp nói thằng này yếu quá, cho nó miếng vỏ công. Từ kia chạy mất tiêu. Tại thằng hộ pháp thấy mình yếu mà nhiệt tình, thằng hộ pháp cho mình thêm chút sức mạnh để đuổi này ra khỏi chùa, để cho chùa bình yên. Đó. Hiểu không? Cái hộ trì của thằng hộ pháp là như vậy đấy. Chứ không phải rằng quý vị nói ôi để cho Phật lo, để cho hộ pháp lo. Ủa, Phật với Bồ Tát với thằng hộ pháp đi làm chuyện đó cho mình, chuyện nhà của mình mà đi để cho thằng hộ pháp làm. Chúng ta là thằng hộ pháp nè, mà phải làm cho đúng, làm cho đàng hoàng, thì các ngài đó theo cái nguyện đó mà hộ trì. Hiểu chưa? Từ bi phải có trí tuệ chứ. Chứ nếu mà từ bi mà có trí tuệ chịu thua luôn. Hiểu không? Bây giờ quý vị đang ngồi tu gì, tự nhiên có cái thằng đứng lên nó nhảy tưng tưng tưng, nó vượt quý vị. Thì chùa mình tự nhiên bây giờ những phát cũng nhát nhất cũng chạy ra. Những phát cũng nhát nhất cũng chạy ra. Chạy ra làm gì? Tôi lại chú. Tôi lại chú. Chú xử tôi đi. Chú để cho Phật tử ngồi nghe pháp. Hiểu không? Chứ giờ làm gì giờ mà cũng chạy ra nhiệt tình. Những ngôn bên kia nghe tin cũng chạy qua. Hiểu không? Nên từ nơi đó cái tâm mình vậy nó mới bình yên. Nhưng quý vị biết tất cả những buổi thuyết pháp như Đức nó đều bình yên hết trơn, là chắc chắn quý vị là có người hộ trì đó. Chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu, nghe chưa?
đông người ta gì mà nó bình yên là không có giỡn đâu á. Bây giờ như Đức nói chỉ cần có một người trong đây mà đứng đi ra cũng là chân cẳng đi cũng run run đi ra, kỳ cục vậy đó quý vị. Nó nên không có giỡn, nó bị thí nghiệm thử đi. Tại vì sao? Thầy cũng đang giảng mà, đi đâu. Nên quý vị thấy rõ ràng, ở nhà đi vệ sinh hoài đi tiểu, nhưng mà lên đây quý vị ngồi quý vị không mắc tiểu á, đúng không? Đó, giỡn đâu nghe. Này nè, ê bà nói ồ quy diệu quá, quá quy diệu. Thầy, thầy nhắc con mới biết. Ngộ, ngộ ghê. Ngồi cái bữa trung thu gần 4 tiếng gì mà không mắc gì luôn, ở trong khi nhà đi hoài, vô đây ngồi gần 4 tiếng, hơn 4 tiếng không đi luôn. Phải đơn giản nó ghê chứ. Cái này gọi là gì? Cảm biến đó. Bây giờ mình nói cảm biến. Cảm biến là gì? Thấy điện thoại cảm biến chưa? Đâu có cần bấm đâu, lướt lướt thôi là ứng rồi. Hiểu không? Nó nên từ nơi đó vị thấy hay không? Quá hay, quá hay luôn. Thế vậy, đây là đúng là pháp hội tù thắng. Bởi vì Đức nói thứ bảy chủ nhật cứ lỡ đây. Trời ơi, bây giờ mà đòn đồ này kia dẫn đi tu nghe quý vị. Thứ bảy buổi sáng qua bên chùa mới tu, về lại hộ pháp, tối lớp đạo làm con, có thêm phiến mãi, đồ ăn đặc biệt ghê ha. À, từ trường chùa thổ nó bình an, bình an này nè, đặc biệt nè, đúng không? À, rồi sáng được tu một thờ phiến mãi luôn, phiến mãi hết chùa, phiến mãi nhiều lắm đúng không? Tu xong xuống nhà ăn, ăn cơm phiến mãi luôn. Ở đâu mà nhiều phiến mãi gì trời? Tôi nói không có cái địa điểm nào mà phiến mãi như chùa mình. Chùa mình là phiến mãi cao độ luôn á, hiểu chưa? Quá nhiều khuyến mãi đó quý vị. Đó, phòng ốc ngủ khuyến mãi luôn. Bật điện khỏi cần trả tiền điện khuyến mãi luôn. Nghe hay không? Quá đặc biệt. Sáng còn uống cà phê khuyến mãi. Bây giờ tôi nói những cái điều khuyến mãi này là quý vị coi, thứ bảy chủ nhật càng đông nè, vì khuyến mãi nhiều quá. Cái quan trọng là khi ăn cơm xong, những Đức nói chuyện thì một chặp phiến mãi nữa. Dữ dằn thiệt, quý vị thấy không? À, rồi một chút, 8 giờ rưỡi lên, phiến mãi này mới giữ nè. Đây là phiến mãi tổng kết nè quý vị. Cô Chiến đi tu đúng không? Bởi vì sao mà không về được chè? Sao mà không về được? Hiểu không? Từng nào mà không về là nhà nó cũng thôi thúc. Thôi thúc lắm mấy vị ơi. Cô kia cô nói nghe, có từng chủ nhật cô không về, trời đi vòng vòng nhà mà có sao nữa. Nó thôi thúc lương tâm gì. Nó. Cái đó là gọi là cảm biến. Hiểu chưa? Nó, cái phước duyên nó sanh từ trong chùa đó. Nên cái từ trường chùa, cái tần số nó câu thông mạnh. Còn nếu như quý vị mà đi tu mà giống như từng nào mà không đi mà ở nhà ngủ ngon lành là cái này chưa đạt. Chưa đạt. Chưa nhớ thương chùa. Đúng quý vị? Phải vị nhớ thương chùa là vị nhớ thương Phật. Đúng quý vị? Nhớ thương chùa là nhớ thương Phật. Thì Phật ở nhà cũng có. Nhưng mà quý vị biết tại sao đi về chùa? Vì chùa là mảnh đất tâm linh. Chùa là mảnh đất tâm linh. Cái nơi nào là chùa chiền thì mảnh đất đó đã nhiều đời nhiều kiếp là chùa chiền. Hiểu không? Và mảnh đất đó cũng có bậc thánh ở nơi đó ngự trị nơi đó rồi.
không thì mới là chùa. Đâu đơn giản, bởi vì mày biết á, nhà ai mà dám cắt ngay cổng chùa cái nhà này tiêu. Thí dụ như cái cổng chùa vậy mà dám lấn ganh đất mà cắt ngay vô cổng chùa luôn, chặn cổng chùa không cho người ta vô chùa luôn, là quý vị coi cái nhà quý vị sẽ tiêu. Nếu như phước của gia đình quý vị thịnh ba đời thì quý vị chắc những đức nghĩ thịnh chưa được nửa đời nữa tiêu. Mắc sạch phước chứ làm sao. Trời ơi, ai mà gan cùng mình mới dám cắt nhà trước cổng chùa. Trước cổng chùa sao dám cắt nhà? Tại vì cái nơi thờ Phật Bồ Tát ngay ra thẳng cổng chùa. Từ khi là nó tránh một con đường thì không có nói tới, nhưng mà nó nằm trong vị trí cái bên đường luôn, mà nhà mình chắn ngang ngay cổng chùa là chăn hàng thập tử không vô chùa. Ghê chưa? Nên đất ai mà có trước cổng chùa mà ngay cửa chùa là cúng dường cho chùa, cúng dường cho chùa để đất đó thành đất Dạ Lam. Người đó là người trí tuệ thông minh thật sự luôn, đừng nên bán ai chứ nghe. Tại vì nó đã ngay cổng chùa, mình sợ bán cho người ta không biết, ta cắt nhà ngay cổng chùa thì người ta có tội, mà cái đồng tiền mình lấy đi nó cũng có cái nhân tội. Nên từ nơi đó đất đó mình cúng luôn cho nhà chùa, làm một cái cổng chùa rộng rãi để đậu xe hoặc Phật tử ta đi vô chùa tiện lợi. Đó là tôi nói chung quý vị ơi, chứ đâu phải chùa ở đây người ta đắc bao la, ai đâu mà kêu cúng mà ở đây đắc đâu cúng, đắc của nhà nước không cúng cái gì, hiểu không? Mình nói để cho Phật tử người ta hiểu, để cho nhà cửa người ta biết cái nơi nào chánh. Nên nói là phong thủy là gì đó, phong thủy là cái nơi mình ở nó tốt á. Nãy có cô kêu con hỏi, dạ thưa thầy, con thì con nghe thầy giảng con hiểu hết trơn rồi, nhưng mà chồng của con thì chưa có hiểu nhiều, nên khi nhà chuẩn bị cắt, chồng con mới nhờ vị thầy đến tụng kinh. Tụng xong rồi gạo, hoa này kia đồ, đồ ăn thức uống, ông kêu đào đắt ngay cái nhà đó, chôn xuống dưới đó luôn. Giờ con hỏi thầy có sao không thầy? Nhân Đức nói tối mới có sao. Mình nói chuyện tiêu tiêu. Bởi vì có nhiều người ta nói mình là ông thầy thiếu lắm, ý là tiếu quý vị. Thì Nhân Đức nói rằng bây giờ mình thì tin Phật Pháp, mà chồng thì trên cơ mình, đàn ông như là cái cổ cái trong nhà trên mình này, mà chồng mình đã tin vào chuyện cúng kiến, nghe không? Thì cái chuyện cúng kiến mình để dành cho người ta hết đi, mình đừng có đụng vô. Vì mình đụng mai mốt có biết đâu quả báo gì, cái tự nhiên nó đến bất tử cái người ta đâu có thừa mình sao. Để cho người ta muốn làm gì người ta làm, có gì tự ông chịu, người ta không có nói được mình dính vô làm chi. Còn mình thì mình tin sâu nhân quả, có phúc thì có phần, nó cứ để cho người ta cúng kiến sao người ta cúng kệ người ta. Tại vì người ta cúng mà người ta phải có một cái gì nó kỳ bí thì quý vị mới có bao thư. Chứ bây giờ mà lỡ cúng mà chạy xe gì vậy thì bao thư mỏng lét. Thì bây giờ phải là làm sao mà nó mà nó mà chứ làm sao mà bưng cái ly lên rồi cầm cái ly nữa luôn, bún nước đồ kịch liệt chứ sao. Mình phải làm công cán gì chứ chợ. Chứ tự nhiên bây giờ lỡ cúng sẹt sẹt Nhân Đức nó thôi thầy về đi, cúng chút tí tí về chắc không có linh về đâu, nên thôi cho 2000 về ăn cháo. Đúng không? Bây giờ phải làm công trạng cho nó dữ dàng. Còn người ta phải, mỗi người có cái nghề của người ta, phải làm cho nó có bài bản, nó dữ dàng rồi vô. Như bây giờ Nhân Đức bây giờ tụng kinh bình thường, nhưng mà thử quý vị mà nếu Nhân Đức mà chuyển qua đi cúng đi, Đức cũng phải vô, cũng phải làm bài bản, phải học qua 3 tháng đồ để mình coi con cúng sao, âm điệu sao, mình phải bước vô đồ. Này gia chủ. Đúng không? Mình làm cho bài bản. Gia chủ có biết hay không? Chúng sanh ngoài đời mà nó sanh hoạt sanh ngoài nó quỳ xuống quý vị ơi. Sợ mà. Ngoài đời mà nghe sợ lắm. Hẹn ta.
Nhà này có hai con giống đúng không? Ta làm vậy thì quý vị mới thấy ớn. Đúng rồi, phải vậy chứ, dữ dằn mà. Nên thầy hôm nay đến đây để mở hai con giống đi về chùa cầm theo cái lon. Hai giống bay vô đây đi thầy, đưa về chùa để thầy cầu siêu cho hương linh đúng không? Hãy bài bản. Nếu nhà Đức chuyển ngày thì nhà Đức cũng phải làm vậy thôi chứ làm sao. Hai ơi, rõ ràng quý vị. Rồi mình lại mình tụng kinh, mình lại mình tụng kinh đám ma đồ, cầu siêu đồ, thấy không? Cha mẹ sanh ta ra, hôm nay mẹ mình đã mất rồi. Bổn phận làm con, chúng ta phải làm điều gì đến như cha mẹ của mình? Phải mới kể lễ. Con cái phía sau nó khóc, nó quỳ, sùm, nó công nhận thầy cúng gì đâu. Hay quá, đúng không? Hãy làm vậy chứ quý vị. Không, mỗi người cái nghề phải nhập tâm. Cái này tôi không có nói ai, nhưng mà chúng ta phải nhập tâm, nghe chưa? Thì nó mới đạt đỉnh tới cái nghề đó. Nghề nào mình phải đạt là mình phải nhập tâm. Giống như ca sĩ gì, vì để ý đi, ca sĩ nào mà hát nổi tiếng đa phần ca sĩ nhập tâm. Mẹ để ý đi biết liền. Tôi phải kiểm tra qua ca sĩ hát. Nên gì? Chứ tôi làm MC mà. Thế giờ ca sĩ hát thì được làm MC luôn thì coi nghĩ đi. Thì phải biết được ca sĩ nào hát sao để mà đưa từng tự ca sĩ vô hát để mà quý vị coi mới được. Đúng không? Ví dụ như quý vị thấy Quách Tấn Du nó hát chưa? Ca sĩ Quách Tấn Du hát nhập tâm không? Sức ngoại hộ mà. Rồi Lâm Chấn Huy hát quý vị thấy không, nhập tâm chưa? Nhưng mà ca sĩ mới thì chưa đạt trình độ nhập tâm. Nên ca sĩ muốn nổi tiếng là phải nhập tâm. Khi hát là phải hát đồ quên đi gương mặt mình luôn. Hát phải nhập tâm chứ sao, công nhận không? Hát phải nhập tâm. Còn bây giờ mình hát mà đã lâu lắm rồi không về sao mà vô được, đúng không? Hát là phải là ghê gớm được. Cái nào mà cứ động tâm là phải hả vậy, đúng không? Thì nó mới nhập tâm đó. Thí dụ như bây giờ mà mấy thầy mà đi cúng đám là phải nhập tâm. Kệ người ta cúng dường mình làm hết thầy, hết lòng mấy thầy ơi, làm hết thầy, làm hết lòng, làm hết lòng hết dạ, đừng có làm lề mề. Thấy không, mình đã làm thì mình làm cho thiệt tình mình luôn, thì người ta cúng dường mình cũng xứng đáng quý vị. Nên quý vị gia đình người ta thích mời quý thầy đồ để mà cúng đồ, vị cứ để cho người ta mời. Tại vì cái chuyện đó gia đình mình ta thích gì đừng có đụng vô, rồi quý thầy tụng mình cứ ngồi mình tụng theo, đúng không? Rồi quý thầy cúng nhiệt tình xong rồi mình bỏ bao thư được một chút giùm, quý thầy cũng đi xe đổ xăng. Chứ có cây xăng nào nói rằng thầy không lấy tiền. Bước lên xe buýt tôi cũng hỏi xe buýt đâu thầy, vé xe đâu? Ủa thầy tu mà, tu chứ. Tu thì thầy cũng 70 kg mà. Phải chi mà thầy không ký thì không lấy. Thấy không? Không ký thì không có vé. Ý nói gì là hương linh thì khỏi cần. Đúng quý vị, này thầy mà sao không lấy tiền? Thì đã là lấy tiền thì bị cúng dường cho quý thầy là đúng. Quý thầy làm gì ra tiền? Thì bây giờ quý thầy tụng kinh niệm Phật là kinh giáo của Phật. Mà kinh giáo của Phật thì quý thầy, quý vị phải cúng dường cho quý thầy sống. Quý thầy sống quý thầy mới tụng kinh niệm Phật. Đúng quý vị. Nên quý vị nhớ nghe, nhớ kỹ điều này á. Bởi vì tu từ từ mở cái tâm ra,
Mình ở gia đình mình có giàu cỡ nào giàu, chứ mình đâu có tụng được hồi kinh nào cho người ta nghe. Nhưng quý thầy dù có tụng kinh niệm Phật, quý vị cúng dường, nhưng đừng bao giờ chúng ta đi đánh giá về cái việc tại sao bây giờ nhiều cái việc mà chương trình tụng kinh niệm Phật mà có danh thiếp đồ này kia. Mỗi cái nó đều có cái cách tu phước, tu duyên, duyên cho chúng sanh theo cái cách đó. Phật Bồ Tát đều thị hiện. Chứ sao? Bây giờ lỡ tụng hồi kinh Di Đà, người ta ngồi người ta nghe cũng dính kinh Di Đà rồi. Mà mấy thầy cũng niệm vậy, câu Phật hiệu thì dính câu Phật hiệu rồi. Một số chúng sanh thiếu duyên, thiếu phước thì độ theo cách đó. Chứ đâu phải chúng sinh nào cũng được vô đây ngồi nghe Pháp. Đúng quý vị? Mở tâm ra, mở sạch nhách luôn. Cái cõi này mà còn gì nữa mà giữ gìn nữa, mở. Hiểu chưa? Nghe kiểu này rồi là tốt hết. Chúng ta đều ý như Đức nãy giờ nói là cái thành tâm thành ý thôi. Với một nghề của mình làm, như tôi thiết pháp thì cũng hết lòng hết dạ, nhiệt tình mà thiết, đúng không? Còn với thầy tụng kinh niệm Phật thì tụng nhiệt tình hết mình mà tụng. Ca sĩ nhiệt tình hết lòng mà hát. Làm cha làm mẹ hết lòng hết dạ làm cha làm mẹ. Làm con hết lòng làm con. Cương vị nào đều nhiệt tình cương vị đó là đúng. Đúng quý vị? Chúng ta từ hôm nay không có trách ai cho nghe. Tốt, tốt phúc đi là xong. Thấy không? Đều là chúng ta hỗ trợ nhau một chút để điều chỉnh, hoàn chỉnh nhau. Điều chỉnh, hoàn chỉnh nhau là tốt rồi. Nó còn ai có nhăn gì thì quả nấy thôi. Vậy là quá đặc biệt. Ồ, 10 giờ gửi luôn. Quý vị thấy có thấy mệt mỏi gì không quý vị? Tưởng là mệt mỏi chứ. Tôi nói muốn khô cổ tôi mà tôi còn chưa than mà. Giờ cái quan trọng của chúng ta là phải niệm Phật cả đời nghe. Quyết chí về cực lạc quý vị ơi. Đời này phải về cực lạc. Nhớ giàu nghèo đẹp xấu lùn lé hô súng phải về cực lạc. Còn ở cõi này là còn khổ. Nhớ nha. Cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ của chúng ta hương linh thai nhi. Bây giờ nghe lời Phật dạy niệm Phật về cực lạc đi. Đừng có đi báo thù hoài. Trời ơi, có những hương linh mà báo thù nhiều đời nhiều kiếp rồi, không được gì đâu. Cô hồn vất vơ vất vưởng ngoài đường, thôi vô đây tu niệm Phật về cực lạc đi. Thấy không? Buông tâm hận thù là khỏe liền. Nên quý vị muốn chư hương linh cụ quyền thất tổ quý vị mà buông tâm hận thù thì chính quý vị là người học Phật phải buông hận thù. Nhớ nghe. Bây giờ chúng ta đọc 12 lời đại nguyện quý vị. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung,
hăng nguyện về tịnh độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Con thấy kim thân Phật, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Phật phóng quang nhiếp độ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung. Liên hoa con hóa sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh, kính lại Phật Di Đà. Con nay xin phát nguyện, thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vãng sanh tịnh độ, chóng viên thành toàn giác. Chúng ta phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm, dù gặp trở ngại chướng nạn gì cũng niệm Phật cả đời, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.